Kế đến, từ Toronto, Canada, TV Việt Tiến có bài điểm phim A Touch of Sin của đạo diễn Già Trương Kha, Trung Quốc. Một cuốn phim Trung Quốc kết tên A Touch of Sin, xin tạm dịch là Chạm vào tội ác, của đạo diễn Giả Chương Kha, là một khắc họa sống động những mặt trái u ám trong xã hội hiện đại của Trung Quốc. A Touch of Sin, Chạm vào tội ác, gồm 4 phim ngắn dựa trên những sự kiện có thật, mô tả đời sống của 4 người dân thấp cổ bé miệng bị dồn vào đường cùng. Câu chuyện đầu tiên kể về một người đàn ông trước những bất công đã đứng lên tố cáo những hành vi tham nhũng của giới chức địa phương trong các dự án của giới tư bản. Thế rồi ông ta đã bị đàn áp, bị đánh trọng thương và cuối cùng đã nổ súng chống trả. Một người đàn ông khác trở về quê với tiền bạc rủng rỉnh và tình cảm sâu đậm dành cho gia đình. Nhưng ai có ngờ đâu, đó chính là một tên cướp của giết người không gớm tay. Một thanh niên lên thành đô kiếm sống, loay hoay với đủ thứ nghề, bị bóc lột, bị thiếu thốn, bị cô đơn, để rồi thấy bế tắc dẫn đến cái chết. Và duy nhất trong loạt phim ngắn này là câu chuyện của một phụ nữ. Vai này do vợ của đạo diễn Giả Chương Kha thủ diễn, cô Triệu Đào. Tôi đóng vai một cô gái có quan hệ với một người đàn ông đã có gia đình. Những hình ảnh đầu tiên cho thấy cô muốn gắn bó với người đàn ông này và hai người đã gây gổ với nhau. Ngày thứ hai, cô bị người vợ của người đàn ông đánh ghen và cô đã bỏ đi lên núi một mình để suy nghiệm về cuộc đời. Ngày thứ ba, khi làm tiếp tân trong một cơ sở tắm hơi, cô đã bị hai người khách đàn ông hành hung vì cô đã không chịu làm những điều họ muốn. Thế rồi cô nổi giận và đánh trả. Án mạng đã xảy ra. Tôi chưa từng gặp một người nào như thế này trong đời thường, nên với tôi đây là một vai diễn rất khó. Xã hội đã biến cô gái này trở thành một người không có lòng tự trọng và là nạn nhân của nạn bạo hành, để rồi cuối cùng trở thành một tên sát nhân. Một thử thách lớn khác đối với tôi khi diễn vai này là cuộn phim được quay ở 3 nơi khác nhau trong hơn 3 tháng. Vì vậy rất khó để có thể giữ được sự chính xác, sự liên tục. Riêng với tôi thì tôi cảm thấy rất khó để có thể giữ được cảm xúc và thể chất, nhất là trọng lượng cơ thể. Cuốn phim A Touch of Sin, Chạm vào tội ác cũng do chính đạo diễn Giả Chương Kha viết kịch bản, đã đoạt giải kịch bản hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Cannes năm 2013. Cuốn phim này cũng đã được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao cả về hình thức lẫn nội dung tại Liên hoan phim quốc tế Toronto International Film Festival trong cùng năm. Cả 4 câu chuyện trong cuốn phim A Touch of Sin đều có thể thấy được trong xã hội hiện nay ở Trung Quốc. Nạn hà hiếp người dân, nạn tham nhũng của các giới chức quyền, rồi sự kiếm sống đầy mệt mỏi của người dân đã đẩy họ vào những cơn tuyệt vọng, bế tắc. Những sự việc này đã xảy ra một cách khá phổ biến ở Trung Quốc hiện nay, khi xã hội thay đổi quá nhanh chóng mà lại không có một sự chuẩn bị về tâm lý, về đạo đức. Cốt lõi của tất cả 4 câu chuyện này là kết quả của những trải nghiệm thực tế của đời sống, còn dẫn dắt câu chuyện với nhiều tình tiết khác thì chỉ là sự tưởng tượng thêm thắt. Thưa anh có thể cho biết lý do nào khiến anh muốn làm một cuộn phim khá là bạo lực nói về tình hình của Trung Quốc hiện nay ạ? Từ hơn 2-3 năm trước, thì ở Trung Quốc hiện tượng bạo lực trở nên phổ biến hơn, dữ dội hơn.
Hiện tượng này được báo chí và các mạng xã hội đưa ra mổ xẻ, bình luận, nhưng không tìm ra được một phương cách giải quyết triệt để nào. Cái thiếu sót ở đây có thể là không có sự hỗ trợ của nghệ thuật, của điện ảnh, để có thể cho thấy trọn vẹn hơn chân tướng của bạo lực. Và từ nhận thức đó, tôi đã thực hiện A Touch of Sin, một cuốn phim mô tả cái bạo lực, cũng như cái nguyên nhân dẫn đến những hành động này. Chúng tôi cũng muốn dùng cuốn phim A Touch of Sin để nói lên thực trạng xã hội của một đất nước Trung Quốc hiện đại. Cuộn phim này cho thấy một số mặt trái của Trung Quốc. Vậy thì thưa anh, chính quyền Trung Quốc có sẽ cho chiếu cuộn phim này hay không ngay tại Trung Quốc ạ? Cuốn phim này đã được Hội đồng Kiểm duyệt của Trung Quốc thông qua và đã cấp giấy phép phát hành hồi tháng 4 sau khi cuốn phim được hoàn tất. Và với sự kiện là cuộn phim này nhận được một số giải thưởng quốc tế, thì chúng tôi hy vọng là người dân Trung Quốc sẽ nồng nhiệt đón nhận cuộn phim này, cũng như sau khi xem phim sẽ nhận ra những vấn đề mà cuốn phim đề cập. Cuốn phim được trình chiếu rộng rãi ở Trung Quốc từ tháng 11 năm 2013. Thưa anh, cuộn phim này cho thấy một mặt trái của Trung Quốc trên bước đường phát triển. Vậy thì khi mà chiếu cuộn phim này ở ngoài quốc đó, anh có sợ là người ta sẽ có một cái nhìn không đẹp lắm về Trung Quốc hay không, thưa anh? Vấn đề bạo lực không phải chỉ xảy ra ở Trung Quốc, mà là một hiện tượng có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu. Tùy vào từng xã hội khác nhau mà nảy sinh ra những hình thức bạo lực khác nhau. Cuốn phim A Touch of Sin cho thấy cái bạo lực của Trung Quốc, nhưng thật ra cũng nói lên những vấn đề khác của con người, cũng như là nguyên nhân khiến cho con người có thể có những hành vi bạo lực như vậy khi họ không thể lên tiếng. Đến đây, chương trình xin tạm dừng để gửi đến quý vị phần thông báo và quảng cáo thương mại.